Kem Mezuji là một sản phẩm chăm sóc da được nhiều chị em tin dùng nhờ vào những tác dụng dưỡng da hiệu quả của nó. Tuy nhiên, như bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào khác, kem Mezuji cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn khiến nhiều chị em lo lắng. Trong bài viết này, shop mình với nhiều năm kinh nghiệm bán kem Mezuji sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về những tác dụng phụ của kem Mezuji để bạn có thể tự tin hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm này. Shop mình sẽ đề cập đến những tác dụng phụ phổ biến nhất của kem Mezuji và cách giải quyết những vấn đề này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Mezuji là một sản phẩm chăm sóc da phổ biến được sử dụng để giảm mụn và làm sáng da cũng như hỗ trợ trị nám. Tuy nhiên, như bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào khác, nó cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ. Dưới đây là một số tác dụng phụ của kem Mezuji. Đỏ rát da, một số người sử dụng kem Mezuji có thể gặp phải tình trạng đỏ rát da sau khi sử dụng sản phẩm. Điều này thường xảy ra là bình thường, nên bạn có thể yên tâm sử dụng kem tiếp tục nhé. Sưng mặt, nếu sử dụng quá nhiều kem hoặc không phù hợp với loại da của bạn, bạn có thể bị sưng mặt sau khi sử dụng kem Mezuji và khi mặt đỏ và sưng quá mức bình thường thì bạn nên ngưng sử dụng kem này và rửa mặt bằng nước ấm hoặc sữa tươi không đường để làm dịu da cho đến khi da trở lại bình thường. Bong da nhẹ, hầu hết ai sử dụng kem Mezuji cũng có thể gặp phải tình trạng da bong nhẹ như bị phể da sau khi sử dụng sản phẩm. Điều này thường xảy ra chứng tỏ da của bạn có phản ứng với kem, bạn nên duy trì bôi kem cho đến khi da bong xong. Khoảng một tuần là hết. Trường hợp trong vòng một tháng mà da không ngừng bong da, thì bạn nên ngưng dùng kem nhé. Còn với khi nổi mụn nhẹ thì một số người sử dụng kem Mezuji có thể gặp phải tình trạng nổi mụn nhẹ sau khi sử dụng sản phẩm. Bạn nên tiếp tục dùng vì có thể kem đang gom cồi mụn và đẩy ra ngoài. Nổi mụn nhiều hơn, thì nếu sử dụng quá nhiều kem hoặc không phù hợp với loại da của bạn, bạn có thể bị nổi mụn nhiều hơn sau khi sử dụng kem Mezuji. Nếu nổi mụn bọc, mụn mủ thì bạn nên ngưng sử dụng kem luôn, vì kem có thể không hợp với bạn. Đó là những tác dụng phụ của kem Mezuji, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tìm mua sản phẩm này nhé. Và quan trọng hơn nữa là bạn phải mua đúng kem chính hãng sử dụng nhé. Kem Mezuji hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Mezuji hàng chính hãng. Bên mình nói thẳng luôn là nếu bạn muốn mua hàng chính hãng yên tâm mà không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều thì mua của shop mình. Bên mình cam kết bán hàng chính hãng 100%. Bạn đừng quan tâm đến giá mà hãy quan tâm đến chất lượng, vì kem bôi lên mặt thì không thể nào đùa được. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.